tiên báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu. Luca chương 9 câu 22 đến câu 26. Người còn nói: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Khi nhìn các bạn đi dự ngày quốc tế giới trẻ ở Úc, dành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ, thật dài và nặng, với vẻ mặt hớn hở vui tươi, chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng vác thánh giá đâu có gì khó. Nhưng khi phải đối diện với những thánh giá không bằng gỗ, những thánh giá vô hình mà ta phải vác một mình, chúng ta thấy khó hơn nhiều. Không thể nói đến Đức Giêsu mà không nói đến thánh giá. Thánh giá là cái giá Ngài trả cho cả một đời dám sống cho Cha và cho con người, đặc biệt những người yếu thế. Thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, nhưng thánh giá cũng là kết quả của sự lựa chọn căn bản của Đức Giêsu. Ngài đã chết như thế vì Ngài đã dám sống như thế. Đức Giêsu dần dần ý thức rằng nếu Ngài cứ tiếp tục làm chướng mắt giới lãnh đạo Do Thái giáo, gồm các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, thì cái chết như Gioan Tẩy giả là điều Ngài sẽ không tránh khỏi. Giêsu có thừa cách để tránh cái chết. Nếu Ngài đừng giảng dạy, đừng hành xử như đã quen làm, nếu Ngài đừng nhất quyết lên Jerusalem, nơi nguy hiểm, nếu Ngài chiều sự tò mò của Herode bằng cách làm vài phép lạ, nhưng Đức Giêsu đã không sợ hãi lùi bước. Ngài bình thản đón lấy định mệnh bi đát của mình khi nói với các môn đệ: Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại trừ, bị giết chết. Ngài phải đón lấy chữ phải từ tay Cha, và tin mọi sự đều không ngoài ý Cha. Đức Giêsu xác tín Cha sẽ không bỏ rơi mình. Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình, và ngày thứ ba, con người phải được nâng dậy. Chính Cha sẽ nâng Ngài dậy từ cõi chết.
định mệnh của Thầy Giê-xu cũng là định mệnh của chính chúng ta. Kitô hữu là người đi theo Thầy, đi cùng con đường với Thầy. Vác thánh giá là chuyện bình thường hàng ngày của Kitô hữu. Nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật, chỉ khi từ bỏ chính mình, ta mới không đánh mất chính mình. Dựa vào sự phục sinh của Đức Giê-xu, ta mới dám sống kinh nghiệm đó. Chúa Giê-xu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai, và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa. Chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của chúng con, và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen. Ngày 15 tháng 2, Kính Thánh Claudio La Colombière, Linh Mục. Thánh Claudio La Colombière được chính Chúa Giê-xu giới thiệu là tôi trung và bạn thân của Chúa. Thông minh và nhạy cảm, nhưng nhút nhát và dè dặt. Ngài phải chịu nhiều đau khổ trước khi được Chúa Giê-xu trao sứ mạng phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm. Sinh năm 1641 tại một làng quê miền Nam nước Pháp. Ngài vào dòng tên năm 17 tuổi và thụ phong linh mục năm 28 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện, Ngài phụ trách cộng đoàn gồm 5 anh em, coi sóc 50 học sinh nhỏ ở Paris de Monial. Tại đây, Ngài gặp thánh nữ Margarita Maria, nữ tu dòng thăm viếng, người được Chúa Giê-xu mặc khải về trái tim Chúa bị những vô tâm và phản bội của con người đâm thâu. Mặc dầu nhiều người nghi ngờ và chê cười, Ngài xác nhận thánh nữ được Chúa Giê-xu dùng để truyền bá sứ điệp tình yêu nhân hậu của thánh tâm. Hai ngài cùng tận hiến cho thánh tâm Chúa Giê-xu, rồi âm thầm tổ chức và cổ võ lòng tôn sùng thánh tâm bằng giảng thuyết, linh hướng và thư từ. Ngài thường khéo léo
và nhẹ nhàng giúp đỡ các tín hữu nhận ra tình yêu vô hạn của Chúa Giêsu để mời gọi họ đáp lại bằng việc hy sinh đền tạ. Vì nhiệt thành với sứ mạng, Ngài phải chịu nhiều đau khổ thể xác cũng như tâm hồn. Vào những năm cuối đời, Ngài mòn mỏi trong cô đơn và bệnh tật, nhưng Ngài coi đây là dịp tốt để kết hiệp với thánh tâm Chúa Giêsu bị tan nát vì con người vô tâm và phản bội. Ngài luôn giữ được trái tim không cay đắng, không chua chát, nhưng đầy trìu mến với những người thù địch và không một bất công nào, không một ngược đãi nào có thể làm dấy lên một chút hận thù. Ngài qua đời tại Paris de Monial ngày 15 tháng 2 năm 1682 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên thánh ngày 31 tháng 5 năm 1992. Chương trình kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.